Nhiều ngày nay, người dân ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hết sức bức xúc vì chiếc phà vỏ thép chuyên chở người và hàng hóa qua lại xã đảo này đã được đưa đi sửa chữa trong thời gian dài nhưng chưa biết đến khi nào xong. Theo người dân, trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải đã ra thông báo từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, phà tự hành 18 tấn vỏ thép của xã sẽ được đưa lên triền đà tu sửa gia hạn đăng kiểm định kỳ. Trong thời gian đó, Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải đã bố trí phà gỗ vận hành và cấm tất cả các loại ô tô qua lại phà khách tuyến Tam Hải - Tam Quan. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã 2 tháng rưỡi nhưng chiếc phà tự hành vẫn chưa sửa xong. Trong khi đó, vừa qua, chiếc phà gỗ mà Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải bố trí thay thế cũng bị hư hỏng, phải sửa chữa, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cái họ là đào lên đi là trong một tháng là xong, nhưng mà nay là cây hơi tháng rồi. Thấy đò đâu. Người dân hiện nay là mọi người dân ở trong địa phương này là cũng rất bất bình cái chuyện chuyến đò này, nghĩ mà trên chuyến đò lớn thật sự thì dân rất bất bình. Người dân cũng rất bức xúc vì thời điểm này chính quyền địa phương vẫn chưa thể trả lời câu hỏi bao giờ sửa phà xong, trong khi Tết sắp cận kề. Cùng với đó, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy người dân địa phương phải sử dụng thuyền gỗ loại nhỏ để vận chuyển người và xe máy qua xã đảo Tam Hải hết sức nguy hiểm. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải cho biết. Trong quá trình sửa chữa thì kinh phí thì cũng ngậu ngao, bởi vì kinh phí của địa phương thu phí khoảng là thiếu thì huyện điều tiết hỗ trợ. Vì khó khăn thứ nhất là trong thời gian mình lên phà nước làm nước á, để đông mỗi mùa đông này mình là có bị là cái thời tiết nó thì mưa gió nhiều cho nên vấn đề sửa chữa nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là cái tiến độ. Ông Hữu khẳng định đến nay phà chưa sửa xong chứ không phải xã không có tiền như một số thông tin từ người dân. Ông Hữu thừa nhận có thời điểm chiếc phà gỗ xã bố trí thay thế bị hư hỏng nên người dân đã phải sử dụng thuyền nhỏ vận chuyển qua lại, nhưng thời gian đó chỉ diễn ra trong vài tiếng. Hiện nay, phà gỗ đã được sửa chữa để phục vụ người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải cũng cho biết sẽ cố gắng đốc thúc cơ sở đóng tàu sớm hoàn thành sửa chữa chiếc phà vỏ thép, đưa trở lại phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ông không rõ cụ thể ngày nào có thể sửa xong.